Phi Nhung bị cộng đồng mạng tấn công vì Hương lên tiếng cầu cứu. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ca sĩ Phi Nhung hiện vẫn còn sống tại Mỹ là sự thật 100%. Cô đang được điều trị tích cực và hiện đang dần ổn định hơn sau hơn 2 tháng điều trị Covid-19. Ngoài ra còn có thông tin nội bộ cho biết Phi Nhung sẽ sớm quay về Việt Nam và trở lại với nghiệp hát. Nhưng vào sáng nay, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ đăng đàn kêu gọi cầu cứu cộng đồng mạng về tình hình hiện tại của Phi Nhung. Cô cho biết hiện tại Phi Nhung đang bị một số cộng đồng mạng tấn công trong quá trình điều trị và hiện tại cô đang rất lo sợ. Về cụ thể sự việc tấn công này là gì thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục xem hết bản tin ngay sau đây. Đừng quên hãy ấn like và đăng ký kênh để biết thêm nhiều điều hơn về ca sĩ Phi Nhung mỗi ngày nhé. Cụ thể vào sáng nay, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ đăng một bài viết khá dài lên mạng xã hội với nội dung tố cáo một số cộng đồng mạng quá khích sau thông tin Phi Nhung còn sống. Họ không chấp nhận được việc Phi Nhung lừa dối khán giả bằng cách giả chết và làm đám tan giả, nên đã chửi bới vào khủng bố Phi Nhung qua những đoạn tin nhắn, làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của Phi Nhung. Vi Hương cho biết hiện tại Phi Nhung đang rất lo sợ điều này và không thể yên tâm chữa bệnh. Vi Hương viết trên trang cá nhân, xin các bạn đừng làm như vậy nữa, Phi Nhung đã biết lỗi của cô ấy rồi. Sau khi điều trị khỏi hoàn toàn, phi nhung sẽ đích thân ra mặt gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả cũng như truyền thông và báo chí bên dưới phần bình luận một số bộ phận khán giả vẫn liên tục chửi bới và yêu cầu phi nhung phải ngay lập tức ra mặt xin lỗi tất cả mọi người không thể cứ im lặng mãi như vậy được một số ý kiến trái chiều khác lại cho rằng phi nhung giả chết như vậy cũng đúng bởi có quá nhiều thị phi và lùm xùm từ trên trời rơi xuống được tạo ra bởi vị ceo nào đó nên việc giả chết là cách tốt nhất để dập tan mọi tin đồn và tránh những điều tiếng không hay về mình. Chúng ta nên thông cảm cho ca sĩ Phi Nhung bởi cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Trước đó, theo nhiều nguồn thông tin cho biết, ca sĩ Phi Nhung phải giả chết vì nhằm trốn tránh sao kê tiền cách xê của Hồ Văn Cường. Theo như điều tra ban đầu, ngay từ lúc phát hiện mắc Covid-19, Phi Nhung nhập viện Gia An một một năm, sau đó sức khỏe chuyển nặng và phải chuyển qua bệnh viện chợ rẫy để điều trị. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn không mấy khả quan, cộng thêm lùm xùm ăn chặn tiền cách xe của Hồ Văn Cường do bà Nguyễn Phương Hằng khui ra. Vậy nên gia đình đã quyết định sẽ đưa Phi Nhung âm thầm sang Mỹ để điều trị. Về việc làm đám tàn giả cũng nhằm mục đích tránh né dư luận. Hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin gì về ca sĩ Phi Nhung sau sự việc trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị trong bản tin sau. Hãy cùng chờ xem nhé!